Hôm nay mình sẽ chỉnh sửa cây này các bạn, nó ra thành rừng luôn. Cây này lá rất là đẹp nè các bạn. Các bạn nó ra nè. Đó, lá nè các bạn. Các bạn thấy không? Đó, lá nè. Nó rất là đẹp. Đây. Nhưng mà lúc chưa tét nắng nó ra lá bự các bạn. Đó, mà tét nắng rồi nó ra lá nè. Đó, các bạn bởi vì cây hải châu á nó là vậy các bạn. Nè, lá các bạn thấy không? So ngón tay mình đi. Nó làm như cái hạt dưa à. Mà trái tim rất là đẹp. Các bạn thấy không? Đó, ra mấy cái này đủ nắng nè. Đó, ra rất là đẹp. Giờ mình sẽ chỉnh sửa cây này lại các bạn. Cái này đó mình mua nó 4 thân về mình cắt thân này mình bỏ ra. Còn 3 thân. Nói chung là cây này mình mua về để mình chọn cái lá để mình lấy giống mình ghép các bạn. Bạn thấy không? Lá nó tròn như hạt bi luôn. Đó. Nó tròn nè. Về cây mà bằng chọn là cái lá tại vậy nó cũng rất là khó chứ không có dễ. Và cái này cắt bỏ đi. Quá wow, phóng đọt nào nấy dày nhẵn luôn. Cái hai nhánh này giờ bé để đây. Ra hồi tá lạ các bạn. Cái này chắc mở kẽm ra hơi cực ạ. Quá wow. Ra cũng nhiều giá luôn nè. Phóng đọt các bạn thấy thương không? Đó, nó phóng vậy đó. Kiến đây có một cái nhánh mượn nè, đây nhánh đúng nè, không lẽ giờ mình cắt bỏ nhánh này. Khó chọn. Đây có nhánh mọc đúng mà nhánh mượn các bạn. Làm lại từ đầu luôn hả? Cũng được, cái bà đó, kệ nó các bạn. Mượn mượn. Cái đâu có đẹp đẽ gì đâu mà phải cho bài bản.
quá. Cây này mình sẽ test nắng đó các bạn, test nắng nó ra lá rất là đẹp rồi. Và theo đó nè, mình sẽ mở kẽm hết cây này đó. Có ra phóng đọt ghê hồn, phóng tàn. Chỗ này rối nùi chỗ này nè các bạn. Đó, mình sẽ xử lý chỗ này nè. Rồi mình sẽ đặt máy mình tháo kẽm nha các bạn. Đặt máy mình làm cái này lại. Cây này nó thì bản thân nó thì không có gì xuất sắc cả. Ba thân thôi, cái dáng bụi, dáng rừng thôi. Chứ không có gì hết. Nhưng mà lá nó đẹp các bạn. Công nhận cây này lá nó đẹp. Rất là đẹp, mình tính mua về ghép á các bạn, lấy giống mình ghép á. Quấn gì khuyết thì mình mở, và con nào chưa khuyết thì mình cứ để vậy thôi, nó là vậy. Con nào khuyết thì mình còn không khuyết thì mình để nghe nó khuyết này. Rồi mình uống các bạn, cây này uống nó dập nè, mình tha keo nó đen xì khu vực này luôn. Quá wow. Cái gì cái khuyết chịu không nổi. Thank you.
Hồ Bọc Mê đây. Wow. Này bỏ đi. Vừa quyết được cái gì vậy? Chọn chỗ làm gì? Cái này mình xử lý như đợt rồi mình làm là đủ tàn luôn các bạn. Còn cái tàn ở chỗ này không biết sao đây. Thôi lát mình uống cái tàn nheo chỗ đó đi cho nó được cái gì mình xử lý nó. Chính cái tàn này lại các bạn. Cái này nha các bạn, cái này lấy cái giống này ghép rồi rất vô du lịch luôn. Tại sao? Tại mình nói là bây giờ cái
bản thân nó là cái cây lá nhỏ mà có trái tim nữa các bạn. Cái keo các bạn, keo Mỹ Tiến với keo đen pha lại phụ trách đó, giờ mình sẽ tính cái đó. Các bạn nè, bộ đế nó rất là to nha các bạn. Lát thước mình đo nó coi, cây nó ba thân, lên cái thân thì cũng có co lắc sơ sơ đó. Bộ đế này cái hoành gốc này, để mình lấy cái thước mình đo các bạn. Kỹ luôn, soi kỹ luôn, đó nó như nè, đó. Cái này nó hơi dảnh dảnh lên thì nhiều, đây cái này nó vậy đó. Rồi mình quay trên xuống các bạn xem, cắt bỏ nhớ mớ rác đây, thì trên xuống nè các bạn, đó. Cái lá rất là đẹp, tàn nó hơi rong tàn hết rồi, cái này đem mình tét nắng nữa là cây nó đẹp, đó. Cây lá các bạn thấy lá không? Lá nè, tròn quay như là hộp, nó tròn dữ lắm các bạn, tròn là trái bi. Không thấy cây cái này á, mình dừng lên cái mình tưới nước các bạn, nó bị xói hoài thôi. Mình lắp cái sơ dừa này các bạn để làm gì, để cho mình tưới nước nó không bị xói các bạn, chứ không phải mình trồng bằng sơ dừa nha các bạn. Đó, trên xuống nè. Cái này so mình thì nói chung cái dáng này coi cũng được. Bộ đế thì rất là lớn. Mình mở bẻ cái tàn thêm nè, tàn chân nè. Đó. Bên đây nè các bạn, mặt sau á nè. Đó. Thấy không? Cái này đó về đó bốn thân các bạn. Nè, đây thân nè, phải đưa lên đây, nó kỳ lắm. Nó làm như là bốn cái trụ là bốn cái chân ghế đậu các bạn. Giờ mình nghiên cứu hoài mình mới cắt nè. Đó. Bốn cần đưa lên vậy, cắt ngang cái để cái lật lại cái thành cái ghế các bạn. Thấy không? Đó. Lật lại cái úp cái đế là cái thành cái ghế, nếu mà nó chết á. Ghế ngồi. Giờ mình cắt lại nè, còn ba thân này, cũng coi cũng được. Dưới quay lên nè các bạn xem nè. Đây. Dưới quay lên nè các bạn. Đó. Cái này tàn thì đã đủ rồi. Đó. Còn gì nữa. Rồi clip cũng vậy các bạn, mình xin kết thúc clip tại đây. Xa xa đây. Tổng thể.